Hello, xin chào mọi người, lại là H2 Rubik Shop đây. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng review con GAN 251 Pro bản Leap. Đây, bản Leap. Đây là con GAN 251 mà mới nhất đến từ GAN Q. Nó là bản Pro nhá. Pro này thì chia làm 3 cái thì có bản Standard, bản Leap và bản Pro Max. Đấy, kiểu thế. Chúng ta hãy cùng mở hộp con này nhá. Bên trong chúng ta có một cái hộp GAN, một bộ ghét và một cái hộp phụ kiện. Đầu tiên thì cái hộp này chúng ta có cái hộp mà GAN box giống như là của GAN 11 Pro. Các bạn thấy cái chữ GAN đấy không? Ấn vào đây là nó tự mở này. Đấy, đây, quay như này mới đúng. Đấy, ra con GAN nhá. Chúng ta để tạm bên này. Thứ hai chúng ta có một bộ ghét. Cấu trúc hộp thì nó vẫn như vậy thôi, vẫn là cái hộp kiểu xoay xoay. Ở đây chúng ta có một cái tool mới này, các bạn nhìn này, cái tool này thì có 3 cái chấu, chắc là để cắm vào đây để chỉnh bộ ghét. Chúng ta có loại ghét màu trong suốt, màu không có màu ấy, một loại màu tím này với cả một loại màu xanh lá. Ở đây, đây xanh lá đây, mình sẽ thử xem ba loại này loại nào cứng nhất nhá. Chúng ta thử ấn xuống này, thử bóp này cũng được. Cái tím này nhẹ hơn cái trong suốt. Hai cái này mình thấy cái xanh này nó vẫn nhẹ hơn. Rồi, ở đây chúng ta có thứ tự là màu tím này cho đến màu xanh lá này cho đến màu trong suốt. Thì độ nén của nó từ nhẹ nhất cho đến nhẹ vừa và nặng nhất. Rồi, chúng ta sẽ cất lại cái này vào đây. Thì thường là các bạn mua về, các bạn thích chơi kiểu gì thì các bạn thay cái bộ ghét của nó vào. Thế thôi. Thôi, cho vào để phức tạp quá, để bên này. Tí nữa nghịch. Tí nữa chúng ta thử thay nhá. Còn cái bộ phụ kiện của nó là gồm có những cái gì đây? Không có gì, có mỗi túi với cả một cái để cái tô vít này giống của con Tengyun V2 nhỉ. Này. Đấy, nó có một cái bẹt bẹt. Con Tengyun V2 cái dùng cái tua vít này để chỉnh cái nam châm. Đây chúng ta có một cái hướng dẫn sử dụng GAN 251. Cũng không có gì lắm, chỉ có cách sử dụng mấy cái setting thôi, cũng không có gì. Ở đây, đây là cái độ nén này. Thế thì ở đây mình đã thử bằng tay và cảm nhận rất là rõ. Cái trong suốt này là nặng nhất cho đến cái xanh lá, cho đến cái xanh nước biển. Thì chắc chắn là xanh nước biển đang lắp vào trong cái con GAN này rồi. Và màu tím nhá, cuối cùng là màu tím này. Và cái tool này dùng để gạt nam châm chỉnh ở đây. Ok, thì cái này để sau. Một cái tờ hướng dẫn chơi 2x2 khá là chi tiết. Rồi, cái hộp và cái túi GAN không có gì đặc biệt. Chỉ có cái tool này mình thấy nó khá là giống ở trong con Tengyun V2 thôi. Để tạm đây nhá. Rồi, cuối cùng trở lại với nhân vật chính. Chúng ta có một con GAN 251 Pro Leap Edition. Wow, bên ngoài nhựa của nó là màu nhám nhá. Ở trong hộp này mình nhìn thấy là có cái đế này. Cái hộp này là hộp của 3x3. Nếu mà cho cái này vào đây ấy, thì nó không vừa này. Đấy, thấy nó di chuyển không? Cái lúc mà các bạn đấy, nó bị lắc cái này, nó bị xước, thì chúng ta cần có một cái đế này nữa để cố định nó lại. Đấy, nó vừa nâng lên này và nó vừa bo ở viền vào. Thế thì khi các bạn để con GAN này vào ấy, nó sẽ không bị di chuyển. Đây, đây như này. Khi các bạn cho con GAN này vào đây nhá và mang đi chơi chẳng hạn, thì đây, nó sẽ không bị di chuyển. Lắc ở hộp không nghe tiếng đúng không? Như vậy thì con Rubik sẽ không bị xước, không bị va đập. Cái hộp này khá là hay đấy. Cái hộp này trên thị trường đang có giá khoảng 150 đến 200 tùy người bán nha. Ok, về con GAN này, mình khi mình xoay ấy, mình cảm thấy nó nam châm nó khá là mạnh các bạn ạ. Nam châm nó rất là hút nhá. Và mình cảm thấy là như kiểu nó hút về vị trí luôn ấy. Đây này. Đấy, thấy không? Đấy, hơi để đến đây là nó hút về luôn này. Mình không gẩy nhá. Nó hơi rít. tôi chưa có dao đấy, mà nó hút rất là mạnh này. Đấy, các bạn nhìn thấy là ngón mình không di chuyển, nhưng mà cái này, cái layer này di chuyển này, tức là nó có độ hút về vị trí rất là mạnh luôn. Thử một vài xoay. Khá là trơn. Cái cảm giác cầm cái nhựa nhám của GAN ấy, nó rất là sướng. Nó sướng hơn so với cả cái nhựa nhám của những hãng khác. Khi mình cảm thấy cầm ở đây nó cao cấp lắm, nó xịn lắm. Ở đây đúng như mình đoán là nhà sản xuất đã lắp cho chúng ta bộ ốc màu xanh dương. Wow, cảm giác xoay khá là tuyệt vời luôn ý, cực kỳ trơn nhá. Mà đây còn chưa cho dầu cho chiếc gì vào nhá. Tí nữa mình sẽ setup nó bằng combo alpha và beta kèm với cả cái lọ lúc mới. Bây giờ chúng ta hãy thử tháo con này ra xem là có gì ở bên trong nhá. Đấy, các mảnh đã rời hết ra rồi. Và đây chúng ta có thể nhìn thấy là cái nam châm ở góc. Cái nam châm mà ở trên 3x3 ấy là hút vào góc, và ở đây nó là gọi là nam châm kho. Cái nam châm kho của nó rất là to luôn. Rồi ôi, nam châm này phải 5mm. Cái bình thường mà các bạn mod vào Rubik nó chỉ 3mm cho đến 4mm thôi. Cái thằng này nó phải 5mm. Đấy, ở core đây nhá. Bảo sao là nó có thể hút về vị trí rất là chuẩn luôn. Mà khi các bạn hơi xoay nhẹ một cái nó đã chuyển về vị trí rồi. Bởi vì cái nam châm core nó rất là mạnh, rất là to. Đây, cái nam châm một lõi nhá. Ở bên cạnh đó thì cái miếng cạnh ẩn, tức là cái 2x2 là Dụng mình đã hướng dẫn ở video trước rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc sử dụng cái alpha này trước, và chân góc và chân cạnh, đúng không? Cho cái alpha này vào đây. Đây nhá, chân góc này. Các bạn nên trải mỏng nó ra thôi. Nếu mà cảm thấy nhiều quá chúng ta giữ lại chỗ này, chúng ta lại sang cái khác chúng ta setup. Trải thật mỏng. Trải thật mỏng thôi nhá. Nhìn qua camera ấy nó khá là khó ấy, nhiều khi mình thao tác nó hơi bị lộn xộn một chút, các bạn thông cảm nhé. Đây. Các bạn lấy cái này phết phết đều lên này. Rồi. Nốt cái góc này. Chấm một chút thôi, không cần chấm nhiều đâu, chấm chút chút nhẹ như này. Nhìn rõ không nhỉ? Đây, chút chút này thôi nhá. Ok. Thì cái chân cạnh này có cần không nhỉ? Tôi cho một tí vào đây đi. Cho một tí thôi. Đây chúng ta cũng cho một tí thôi. Rồi, ok, vậy là xong. Bây giờ chúng ta sẽ lắp lại cái đống này. Rồi, để lắp chiếc 2x2 này vào, đầu tiên chúng ta xếp 4 cái góc này vào với nhau. Ở đây do nó không có nam châm nên là mình phải xếp cái cạnh này vào trước. Đấy. Chúng ta xếp cái góc này vào nhá. Nên xếp cho nó chuẩn vị trí luôn. Đây. Các bạn nhìn thấy không nhỉ? Đây, 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 xếp như này nhá. Đấy, xếp cạnh và góc như này. Đầu tiên sẽ cho thêm một cái cạnh vào đây này. Đấy, xong lại cho một cái góc vào đây. Đấy, là nó tự dính vào nhau thôi. Rồi, nhưng mà chúng ta chú ý là phải cho cái tâm này vào nhá. Không cho tâm này vào đến tí nữa nó ở ngoài là rách việc lắm. Đấy, xong rồi cho nút cái góc này vào đây. Úi giời, vừa cầm vừa ấy, thao tác nó khó quá. Đây, như này. Nhưng mình làm bên ngoài thì nó rất là nhanh, nhưng mà phải show qua camera nên là làm nó chậm hơn một chút. Đây, như này. Rồi, đấy, nó sẽ dính một khối như này. Rất là đơn giản đó, bây giờ chỉ việc luồn nó qua cái co này. Cái co này nó có chữ T không? Đấy, mình phải luồn qua đây. Lồng vào đây nhá. Đấy, là nó vào rồi. Thế bây giờ chúng ta lại cho cái ghét này vào nhá. Cái ghét này thì chúng ta phải xoay cái mặt màu xanh này xuống dưới này, cho cái mặt màu trắng nó lên trên, hơi tách ra một chút này. Sau đó cho cái ghét này vào. Rồi, khi sau khi cho vào rồi nhá, các bạn lựa sao cho nó xoay vào. Ôi rồi. Rồi, sau khi đã luồn được cái co qua cái center cap này, center này rồi ý, chúng ta bắt đầu dùng cái tool này, lắp cái ghét này vào đây. Và chúng ta thao tác như các bạn đang thay ghét thôi. Hơi tách cái này ra một tí, cho cái này vào đây. Vì đây là 2x2 nên là thao tác nó khá là khó. Chúng ta xoay theo chiều kim đồng hồ nhá. Xem là nó vào chưa. Thử nhìn qua đây xem nào. Nhìn không rõ lắm. Rồi, vào rồi. Bây giờ chúng ta sử dụng cái tool này để ấn cho cái bộ ghét này nó xoay sang cái chỗ khóa. Rồi, xong. Được chưa nhỉ? Mình nhìn không rõ lắm. Ok, đã vào mức 0,6 rồi nhá. Bây giờ chúng ta xoay. Ban đầu xoay nó khá là chậm, khá là đầm. Mình vừa mới loop nó bằng alpha và beta mà. Thì bây giờ mình sẽ cho một cái loại lỏng vào. Vẫn là cái lọ này thôi. Bị dây ra ngoài nhiều quá. Cái lọ này nó hơi to một chút. Rồi, không vấn đề gì, lau là sạch. Rồi, bây giờ chúng ta cháo đều lên. Wow, cảm giác chơi khác hẳn luôn rồi đấy. Mình không biết chơi 2x2, mình chỉ giải nó bằng cách cơ bản thôi. Đây, nhìn này. Wow, khá là mượt luôn các bạn ạ. Này mà chơi tốc độ thì thôi phê đừng hỏi luôn ý. Rồi, ok. Mình nghĩ là cái ốc màu xanh dương này nó khá là hợp đấy. Xoay rất là hợp tay, mình không có gì để chê cả. Nam châm nó hút rất là mạnh. Cái nam châm kho nó to vãi chưởng. Nên là trong trường hợp mà chúng ta làm cái nam châm mà hình vòng cung như này này, hình nó vòng cung như này luôn ý. Đấy, thì chúng ta có thể tạo ra cái hút nó mạnh hơn nữa. Đấy, hút rất là mạnh. Mình để ở mức trung bình mà nó dùng rất là thích luôn. Cực kỳ trơn mượt, cảm giác sờ rất là cao cấp. Và nó có khá là nhiều phụ kiện đi kèm. Ví dụ các bạn có thể thay cái bộ ghét khác vào. Chúng ta có một cái hộp rất là xịn sò này, hộp tự động này. Đấy. Chúng ta có một cái túi gan. Đây, một cái túi gan thay vì đựng trong hộp. Hoặc là các bạn nhá, khi đi chơi hoặc đi học chẳng hạn, cho vào hộp như này, đóng vào, xong rồi lại cho tiếp vào cái túi này cũng được này. Đấy, rất là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Đây. Đấy, xong rồi buộc cái này vào. Chúng ta có một túi hàng gan mang đi chơi. Cực kỳ đẹp và nó rất là bảo vệ cho và nó bảo vệ cho con Rubik này không bao giờ bị va đập, không bao giờ bị xước. Ok. Tổng kết lại thì đây là một con Rubik 2x2 khá là đáng giá và mình nghĩ nó là loại Rubik 2x2 tốt nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại rồi. Đấy, nó rất là tốt. Xoay cực kỳ êm mượt và nó phù hợp với tất cả người chơi, kể cả người mới chơi hay chơi lâu rồi hay là kể cả character đều chơi được con này hết. Mình sẽ chắc chắn lấy con này làm main luôn. Và phụ kiện đi kèm nó cũng khá là nhiều, từ những phụ kiện mà để mang đi, phụ kiện bảo vệ hay là những phụ kiện để thay thế và những cái phụ kiện để tùy chỉnh nó cũng rất là nhiều. Các bạn có thể setup nó bằng combo alpha và beta cực kỳ tốt và thêm một loại nút lỏng này vào. Xoay rất là êm mượt và rất là tuyệt vời luôn. Rồi, trên đây là phần mở hộp và đánh giá rất là chi tiết về con 2x2 này, GAN 251 Pro Leap. Thì nếu các bạn có những câu hỏi gì về tính năng của con này hoặc những câu hỏi về dầu hay là những câu hỏi về giá như nào đấy, các bạn có thể đặt những câu hỏi bên dưới, để lại bình luận bên dưới nhé, mình sẽ trả lời. Và nếu các bạn thấy video này hay, các bạn hãy ấn like, subscribe kênh YouTube của H2 Rubik và để lại comment nếu như có bất kỳ thắc mắc gì. Video của chúng ta hôm nay kết thúc ở đây. Mình sẽ gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.